Xin chào chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây phi điệp, đó chính là cây phi điệp hồng bích quyết. Thì cái cây phi điệp hồng bích quyết này thì nó là cái cây mà có từ lâu rồi. Và có thể là nhiều anh chị đã biết đến nó rồi. Thì em cũng giới thiệu sơ qua và tương đối ngắn gọn thôi. Thì cơ bản là để chúng ta có thể nhìn nhận một cái bông lan nó rất là đẹp ở mức độ như thế nào. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu sơ qua một chút. Thì cây hồng bích quyết này nó là cây có từ lâu rồi. Và nhà vườn bích quyết sổ ra và gọi tên để dễ nhớ mặt bông thôi. Chứ còn thì thực ra thì cũng chưa có sự liên quan nào cả. Chứ còn đây thì là một cái cây mà được nhiều người công nhận và nhiều người nở. Thì là một cái cây cũng rất là đẹp. Thì mời anh chị cùng ngắm. Và em cũng giới thiệu đến tất cả các anh chị về thân lá cũng như là hoa, cũng như là màu sắc. Cách trồng cách chăm thì cái cây phi điệp này nó đơn giản. Và những cây phi điệp này nó cũng như cây phi điệp tím thôi, chăm như nhau anh chị ạ. Có cái là khi mà mình chăm thì mình lưu ý là chăm để ý thì nó sẽ không bệnh tật và nó tốt và nó phát triển nên nở hoa rất là đẹp. Với những cây giá trị cao chúng ta nên cẩn thận anh chị ạ. Thì đây thì xin phép giới thiệu mọi người đến cái mầm thân lá của nó nhá. Cái này thì thân lá nó khá là dễ nhận diện. Anh chị gần như là cũng có thể nhìn thân lá, chúng ta cũng có thể đoán được phần nào cái cây bích quyết này rồi. Cái bích quyết này thì thân lá của nó chấm tím như một cây phi điệp tím bình thường. Đấy, và nó là dạng thân nhỏ và có thể nuôi dài đến khoảng tầm 1,5 m. Thân của nó đường kính thì khoảng từ 0,5 đến 1,5 cm. Và có thân lá khá là to. Lá của nó đây, anh chị nhìn cái lá này nó rất là lớn, đúng không ạ? Lá rất lớn. Lá của nó dài khoảng từ 10 đến 15 cm. Rất là dài và to. To thì khi mà anh chị nuôi to thì nó sẽ, có nghĩa là vừa dài thì sẽ vừa to ấy, chứ không phải là dài mà nhỏ. Nếu dài mà nhỏ thì đấy là cây nuôi mát anh chị nhé. Thì còn như cái bích quyết này thì nó là nuôi điều kiện bình thường. Thì là lá của nó thì to khoảng 3 cm và dài khoảng tầm 15 cm. Đấy là bình quân. Thì có những cái cây mà nó nhỏ hơn. Đấy, thì anh chị lưu ý. Cây bích quyết này được cái đặc trưng của nó chứ là thân nó rất là chấm tím rất là nhiều. Nó nhiều cây hồng hiền lương hay một số những cái cây chấm tím khác. Thì thực ra thì một số cái cây nào có đặc trưng như thế nào thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị là như vậy. Bởi vì cái đặc trưng của nó là cái rất là quan trọng. Cái đặc trưng thì giúp chúng ta có thể nhìn nhận được ra là cái cây nào nó thân lá làm sao. Ví dụ như những cái cây trắng, một năm cây trắng thì thân lá nó xanh sạch. Còn cái cây hồng bích quyết này thì thân lá nó chấm tím nhiều. Anh chị nhìn ạ, thân nó chấm tím rất là nhiều. Và cái lá nó rất là to và kiểu dạng lá nhỏ, lá lướt chứ nó không phải dạng lá dày cứng như hàng Bắc. Chứ còn hàng miền Nam này thì là nó lá nhỏ và mỏng hơn. Đấy, và nó cái độ dày nó không dày mấy. Đấy, và lá nó nhỏ anh chị nhá. Và to dài thì nó phụ thuộc vào cái việc mình càng nuôi to càng dài. Thì tiếp theo thì em giới thiệu đến anh chị là cái bông hoa của nó. Đây. Đây là cái bông hoa của cây hồng bích quyết. Cây này thì gọi là hồng bởi vì là màu nó khá là hồng, khá nhẹ anh chị ạ. Đấy, đây. Khi che nắng đây. Và đây khi ra nắng anh chị nhá. Thì thực ra cái cây này cây nào thế thôi, phi điệp mà nó ra nắng thì màu nó sẽ lên rất là đẹp. Và những cái cây khác cũng vậy. Thì cái cây hồng bích quyết này thì nó cũng là một cái cây mà được nhiều người đánh giá. Thì cái màu hồng nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà riêng về đặc thù của cái cây này ấy, thì em muốn nói một chút là nếu như mà nó nở về cái thân nhỏ ấy thì nó hoa nó sẽ đẹp hơn là thân lớn. Đấy là như em biết là như vậy. Bởi những cái cây mà thân nó quá to và thân nó mập ấy, thân nó dài khoảng tầm mét hơn mét ấy, thì hoa của nó sẽ hoa của nó sẽ không đẹp bằng cái thân vừa vừa này. Cứ nở vừa vừa này thì rất là đẹp, màu đẹp và hoa rất là đẹp. Nhưng đây là khi ra nắng, còn thực ra là khi vào dâm nó cũng rất là đẹp anh chị nhá. Đây, cái này là đang trong bóng dâm này. Đấy, rất là trong bóng dâm thì thực ra cái màu của nó rất là đẹp và màu của nó ổn định, nở nhiều năm. Thì đấy thì là cái cây hồng bích quyết này. Thì anh chị có thể xem và tham khảo thêm với một số những cái đơn vị khác cũng đã nở những cái cây hồng bích quyết này rồi. Và những cái cây này thì nó được nở nhiều trên vùng miền cả nước. Đấy, thì anh chị có thể xem và tham khảo thêm nhé. Còn riêng kênh Thiên Hà Ngàn Hoa của bọn em thì vẫn có rất là nhiều những cái bông và những cái mặt hoa khác nhau rất là đẹp giới thiệu đến mọi người. Mời tất cả mọi người cùng ngắm. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan đột biến cũng như là những cái cây hoa lan đẹp gửi đến mọi người để mọi người xem và tham khảo thêm những cái cây chúng ta có thể sưu tầm hoặc là tìm hiểu để biết thêm.
Các anh chị nhá, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.